Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh LTK Bonsai đã đến chỗ Thành Úc ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và có review một số cây kiển và có báo giá trực tiếp luôn nha bà con. Rồi chào anh Úc lúc dạ, chào anh Quốc. Dạ chào bà con anh chị em trên kênh. Dạ, em Úc Cống Sai, ấp Bình Phú, xã Hành Lợi, huyện Bình Tân. Nay em về một số cây kiển để mà đăng lên giao lưu cùng cô chú anh chị. Dạ, con xin phép giới thiệu cây số 1 cho cô chú anh chị. Cây số 1 đó là cây chăn đỏ lá nhỏ tàn đa, nguyên một cụm mới dính liền nha cô chú anh chị. Thân nào nó lắc lượng chứ, tàn đa là đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cái dây nhôm này là con mới quấn tại cái tược chính đó, nó nằm neo bên rồi gịch trở lại nha. Về để thời gian cô chú anh chị tháo ra nó quen, cho quen cái đỉnh đó nha. Cái này chỉ mới con sơ à, chưa có làm tới nha cô chú anh chị. Về nghiên cứu làm lại giùm con nha, thì ý thích của cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Bầu lên đỉnh là 40, đế đều đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cái hoành cũ là 46. Dạ. Ừ, nó dính cứ ngắt à. Cây đại diện thử ha. Cây lớn cái cây. Thân nó múa tàn đa, cây này khá cây đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cây đại diện nó là 17, 17 rưỡi mà tính 17 nha cô chú anh chị. Dạ. Múa 14, 15. Dạ, cây số 1 chăn đỏ lá nhỏ giao lưu giá 4 triệu cô chú anh chị, bao ship toàn quốc nha. Cái bầu này chưa có làm, mới về rồi làm không kịp á. Rồi quay lên bán luôn. Dạ, làm sơ 1. Sơ hả? Giá 4 triệu nha bà con. Cây số 2. Đọc số điện thoại giao luôn là. Dạ, cái số điện thoại của con là 0939625931. Cây số 2 cũng là chan đỏ lá nhỏ. Dạ. Cũng tàn đa luôn nha cô chú anh chị, nhưng mà này có cốt nạt to lắm nè. Thằng múa về cô chú anh chị cắt lại nha. Tại mới làm sơ sơ rồi mới bứng về luôn, bó bầu chưa có gọn nữa nè. Còn rắc chà bá vậy. Cao 36. Nguyên cái cụm đặt đó nha cô chú anh chị. Vậy nguyên cụm đặt đó là 32. 32 rưỡi tính 32 nha cô chú anh chị. Rồi cái này thân thì 7, 8, 9 gì không à. Cái đọc giót á, khỏi đo đại diện. Cô chú anh chị thấy cái cụm nó cũng hiểu rồi. Giá cây này. Này cái giá là 3,2 triệu, có bao ship toàn quốc, càng đa. Rồi, cây số 2 giá 3,2 triệu nha bà con. 3,2 triệu. Toàn quốc luôn. Cái cây số 3, đó là cây... cây lá chung một cốt và dặn lắm cô chú anh chị. Lá chung vàng pháp, cái này cây vàng pháp nha cô chú anh chị, đế cũng đều hôm gài để nó kéo nhiệt, kéo nhựa, kéo công nguội trên chân rồi. Cao nó 28, một cốt nó nứt nẻ. Hoành thân nó 26 rưỡi. Nghe em cô chú anh chị, cây này là cây vàng pháp lá chung. Dạ, cây này có giá là 3,8 triệu, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Một cốt dán cây bài luôn. Cái cây số 4, đỏ lá chung, hôm gầy con dâm mới lên công nguội chép nhựa cao lắm rồi nè. Này đỏ lá chung, mấy cây này khá không nghe cô chú anh chị. Một cốt mà nằm dán cây thi dán thế bài luôn à. Đây. Này đỏ lá chung, cây già dặn mà dán siêu đẹp. Chiều cao. Cao là 33. Hoành thân nó là 23 rưỡi. Tính 23 cô chú anh chị.
cái nguyên cái bệ cũ à. Nguyên cái bệ cũ là 41. Đỏ lá chung. Nó không gậy trồng mạnh cây nó là đâm nó kéo chỉ có cái lỗ à, sao vậy? Dạ. Cái này là cái lỗ mối năng á, mà nó ở giữa tim ở giữa chút à, không sao. Từ nó liền ha. Dạ liền. Rồi chám keo lại, chám keo lại chân nè, mà nó để lỗ này cho cô chú anh chị thấy gì đó. Dạ. Cây đỏ lá chung này có giá là 4 triệu cô chú anh chị, bao ship toàn quốc nha, bao luôn chậu nha. Cây số 4. Dạ. Năm cũng bông trang luôn. Cây số 5 cũng đỏ lá chung, bụi. Nguyên cụm lớn. Đỏ lá chung bụi nghe cô chú anh chị. Cao nó 42. Hoành củ hạo nghe cô chú anh chị. Hoành cũ là 57 trừ hao 58 rồi 57 thôi. Thân đại diện nó đo cái này thân đại diện chắc cũng 8-9-10 ha. Ừ. Rồi, thân đại diện luôn. Thân đại diện 11. Rồi, 11. Thân chủ là... giữa 11 của chú anh chị. Còn lại cũng 8-9-10 nha bà con. Dạ cái bụi cái này là bụi trang đỏ lá chung. Không gầy để đâm tượt nhóc chân nè, cây này mạnh lắm nha cô chú anh chị. Cây này cũng có giá là 2,2 triệu bao ship toàn quốc nha. Nguyên một bụi nè, đâm tượt nè, đỏ lá chung. Rồi 2,2 triệu. Cây số 5. Cây số 5. Rồi, cái cây số 6 còn đang khủng luôn. Cây số 6 là trang... trang đỏ, đỏ xe, đỏ đỏ sen. Ôi đỏ nhung, da con lộn, đỏ nhung, đỏ nhung lá nha. Lớn. Dạ. Đỏ nhung lá lớn nha cô chú anh chị, nguyên bụi nó khủng nè. Cái này là cây đỏ nhung lá lớn nha. Dạ, cho chiều cao trước nha. Một chiều cao là 108. Cây nó khủng rồi. Nguyên cái bệ cũ là 64. Dạ. Để thay đo thân đại diện. Đây một thân đó là 25. Dạ. Đo tuốt trên cô chú chị, nguyên cái bệ này đặc khủng lắm à. Cái bên này bự hơn ha. Dạ, cái bên đây thì nó bự hơn nè, mà đo không có được. Thân. À, 3 thân. Dạ. Dạ cây này cây này báo giá là 3,5 triệu nha cô chú chị, bao ship toàn quốc nha. Cây đỏ nhung lá lớn. Số mấy rồi? Cây số 7, cây là cây số 7. Trang đỏ lá nhỏ hai thân. Dán song thụ cô chú anh chị, hai thân to lực cũ nở cũ mà nở bệ. Gửi đều đều qua nghe đừng gửi lực không nghe cô chú anh chị. Cái này cũng dâm cũng được thời gian cũng 3-4 tháng rồi. Rồi giờ nó đâm tược nhiều lắm rồi. Nữa có chuyện bán thì con rút chậu nha. Còn để chậu thì con thương lượng. Là cây này thần chậu luôn ha. Thần chậu luôn à. Về chỉ là để gì rồi tứ nước rồi để bẻ tàn chi ra thôi. Cao nó là 49. Dạ. Hoành hai thân là 28. Dạ. Để một thân đơn. Một thân thử. Thân là 18,5 nha cô chú chị, tính 18 thôi. Rồi hai thân thân nào cũng như nhau à, cái này dán song thụ nha, đẹp lắm nha cô chú chị. Giờ cây này có giá là 6,5 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú chị. Chậu thì con thương lượng nha, 6,5 triệu là con rút chậu đó nha. Giờ cô chú chị vô chậu lại. Rồi giá 6,5 triệu nha bà con.
cây số 7, cây số 7 6.5 triệu. Cái cây số 8 đó là mai vàng, thân lên gù gì nu như nu vậy, mà không phải nu cô chú anh chị, tại nó già cây á. Mai vàng mình luôn ha. Mai vàng. Mặt bông thì em không biết. Mặt bông thì con chưa biết nha cô chú anh chị, chi cành đóng đều nha. Về ghép. Thân rất lượng và chi cành đóng đều. Cao nó 89. Trời. Hoành thân 29.5, tính 29 cho cô chú anh chị. Dạ. Hoành đế luôn. Tham khảo. Đế là 111. Này đo hoành đế cho cô chú anh chị tham khảo nha. Đế sởm. Đế sởm, độ sởm của đế là 30. Rồi. Cây trang ở cây mai vàng. Cây số 8, dạ, giá là 3 triệu cô chú anh chị, qua ship tàu quách nha. Rồi, giá để, 3 triệu luôn. Số. Mình đọc số điện thoại. Dạ, số điện thoại của con là 0939625931. Cây này cũng là cây mai vàng. Để nôm cô chú anh chị. Cái này nó hơi bị tét chút mà chắc keo lên rồi nghe cô chú chị, thời gian nó kéo nhựa nó bích hả. Cái này lý do nghịch ghế xuống rồi nó bị hơi tét chút nha. Thì mình đo chiều cao trước xem, rồi mình cận lại cái vô đế. Cao nó 89. Thân nó 25. Hoành đế của nó là 106. Đế sổ. Cái nồi đế nó cũng khủng lắm nghe cô chú anh chị. Chiều cao 17. Cái độ sổ của đế 17. Trời, cây này con giao lưu có giá là 1.8 triệu, bao xíu toàn quách nha cô chú anh chị. Chi cành cũng đóng đều đều nha. 1.8 triệu. Số mấy rồi? Cây số 10 ha. Cây số 10. Đó là mai vàng. Mai vàng. Đế khủng nha cô chú anh chị. Đàn đa. Cái này là cô mua có lái lại rồi nó cắt hơi sát rồi đục keo rồi chắc keo lại cho nó gõ cho nó sạch sẽ cô chú anh chị. Đây đế nè. Đế đẹp quá đẹp. Có cái đống tàn đa nữa bẻ ra mau mau chơi nghe cô chú anh chị. Cái này là nửa mau chơi lắm nè, mau ăn lắm nè. Vì chồng không bao lâu nữa đâm tược bẻ thì tết chứ phải bẻ rồi. Giờ cao nó 61. Đâu vị trí đó trước. Vị trí này này đem. Vị trí này là 83. Đó vị trí nhỏ nhất đi. Nhỏ nhất là nghe eo à. Nghe eo luôn. Nghe eo 54. Là ngay hoành thân eo 54 của chú anh chị. Cái đế 124. Cái hoành đế. Cái độ sổ. Sổ nó là 27. Rất nhiều thân ha. Rồi nhiều thân không có bọng gì trơn nghe cô chú anh chị. Chắc kêu là nhiều thân. Thằng đa đó. Thằng đa. Cái này mai vàng nha cô chú anh chị, gốc như tứ quý vậy mà thật là nó là mai vàng nha. Tại này cô sạc tàn xuống là mai vàng. Cây số 10. Dạ cây này cũng giá là 10 triệu cô chú anh chị, có bao ship toàn quốc nha. Cây này đế khủng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Mà mau bẻ tàn nữa. Dạ. Rồi cây số 10 giá 10 triệu cô chú anh chị. Từ từ.
Cây số 11. Cây số 11. Cây số 11. Bông giấy Mỹ. Là cây bông giấy Mỹ. Quái. Nó như con gì vậy? Nhưng mà này con cũng không biết con gì nữa. Phải thấy quái quái rồi cái quay lên. Coi cô chú chị nào có vừa ý và thích nó không? Rồi giao lưu cùng con. Giống con ngọc cào cào hả? Ừ, giống cào cào. Giấy Mỹ nha cô chú anh chị, có hai chân. À, chiều cao. Chiều cao là 58. Chiều dài anh. Chiều dài, chiều dài cũng 58 luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Hoành thân đó 37. Cái chân lớn thế này. Cái sung. Rồi cái chân lớn. Đây cái chân lớn là 19. Rồi cái chân 19. Rồi. Cái đuôi. Còn đâu cái đuôi luôn. Đó đuôi cho bà con thấy luôn. Đuôi nó là 23. Rồi. Dạ cây với Mỹ. Giá nó là 2,5 triệu nha cô chú anh chị, cây số 11 nha. Có một cái là cái tược gạn lại cho bà con thấy nó bị sợm da, nhưng mà mấy chỗ này đâm mùa đâm tược bình thường nha cô chú anh chị. Nè. Hơi chốc à, nó hơi chốc lớp ngoài nhưng mà mặt trước là tương xanh nè. Được không? Nhưng mà tại vì đã để cho nắng mưa rồi nó bị sợm da. Khoan đợi chút. Chút nữa. Cây số 12. Cây số 12. Cây số 12. Chút chút nữa xong rồi. Cây số 12 là cây sát pháo của cô chú anh chị. Nguyên gờ bộ đế đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đây nó có bị mặt lũa nè, mặt lũa mà nghệ thuật luôn nha, đẹp luôn nha. Yeah. Cũ mà, cũ ghế bành bành luôn à. Để em quay cái khúc lũa ha. Này lũa, lũa từ đầu ra vô bông sành. Dạ. Nó không có ăn gùn nữa nha, tới đây là thịt trắng luôn rồi, tới thịt luôn nè. Làm keo xử lý trơn rồi nữa nghe cô chú anh chị. Đây, cây này đẹp lắm à. Cây sát pháo, bông ghê. Chiều à. Chiều dài trước đi. Chiều dài của nó là 98. Nói chiều dài thôi này, khỏi lo chiều cao. Dạ, với hoành đi. Rồi, hoành vị trí đó đi. Vị trí này đi. Vị trí nó hơi bị lỏng. Vị trí là 28. Rồi. Dữ lắm nha, xuống tới. Cái cũ hoành cũ là 83, cũ thì nguyên không có bị hư hao gì nghe cô chú anh chị. Nó chỉ bị cái mặt lũa ở đây nè. Đó mặt lũa mà vọng đẹp luôn nha. Nghệ thuật luôn nè. Đó. Cũ quá. Dáng cũng hay cũng đẹp nữa. Chợ cây này sát pháo có giá là 5,5 triệu nha cô chú anh chị, cây số 12 nha. 5,5 triệu là bao luôn chậu nha cô chú anh chị. Còn gút chậu thì 4 triệu nha cô chú anh chị. Cây không thì 4 triệu, tại này là chậu xương nha. Dạ. Chậu là 5,5 triệu ha. Dạ, luôn chậu thì 5,5 triệu. Dạ, để mình còn quay cái chậu. Chậu thì nó lạnh, nó không được. Bị mẻ, bị hư nứt gì trơn nha cô chú anh chị. Chậu là công ha anh. Công. Cặp công luôn ha. Ừ. Chậu xưa. Cây không thì 4 triệu, còn luôn chậu thì 5,5 triệu nha cô chú anh chị. Cũng bao ship tàu quắc nha. Rồi. Bệnh mới đi cái đợt đó. Sao? Mới mua 250 ngàn mà không tính đó. Ở đá phì nào rồi. Phụ ta có lại. Hả đâu rồi? Cái này phụ giao lấy. Quay nói chuyện. Rồi, cây số 13. Số dạ cây bông giấy Mỹ. Số 13. Cây số 13. Cây giấy Mỹ đàn bay cô chú anh chị. Có đầu chủ trên.
nguyên củ quái đẹp. Con số 13, chiều dài của nó là 75. Rồi, hoành. Hoành thân, ngay vị trí này là 32 cô chú anh chị. Nhìn cái củ, cái bệ luôn đi. Nguyên cái bệ đế của nó nha, cái dòng kính của đế nha cô chú anh chị, là 89. Cái này gửi sờ gửi xổm như mình con thú vậy mà có tàn bay. Dạ, cây này con giao lưu giá là 2,5 triệu nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc nha, với Mỹ. Cây số 14. Cây số 14 là cũng là cây sát pháo. Chi cành có sẵn nha cô chú anh chị. Dáng bay. Cây cũng đẹp lắm mà bộ đế cũng dữ lắm mà. Dạ, chiều dài. Chiều dài của nó là từ mặt bầu lên tới đỉnh là 124. Hoành thân nó là 38. Nó có cái lũa nhỏ này nghe cô chú anh chị. Còn ngoài ra với cái thẹo sẹo đây nè, thẹo là sẹo mới. Ngoài ra là nó không có bị gì cho nghe cô chú anh chị, nó nguyên nha. Hai thẹo này mình xử lý hết ha. Ừ, xử lý hết rồi. Để do cái đo cái dòng đế cái. Nguyên cái bộ dòng đế nó là 88. Cây tầng bay nghe cô chú anh chị. Cây sát pháo. Dạ, cây này con giao lưu có giá là 3,8 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây số 14 nha. Cây số 14 3,8 triệu. Cây số 15. Cây số 15. Sát pháo bông ghê. Cây bông sành nha cô chú anh chị. Bông sai, đế thì đều đúng đều. Đế đều đều cô chú anh chị, cái này con gá vô hình thức để quay nha. Sao giao nếu mà giao lưu được thì rút chậu cô chú anh chị. Báo bầu lại. Con cần chậu thì mình thương lượng ha. Dạ. Yeah. Cao nó 65. Nó cây này già dặn mà nó nu lai lắm nha cô chú chị. Nó nu cục cục nha. Cây ghế này già lắm rồi. Hoành đầu ghế là 100 thôi, 100 chẳng đi. 101 rồi tính 100 chẳng nha cô chú chị. Nè, hoành đế nè. Nó có lõm ở giữa ha. Rồi nó bọng còn da mà da còn dày sành. Nè. Cặn cho bà con thấy. Ở trong thì nó sành hết rồi. Về cô chú anh chị kỹ thì ấy thì xử lý keo thêm nha. Tại đây con không có thời gian làm á. Chứ không có đồ nghề để mà móc vô trong mấy cái bọng đó. Đây. Em đo cái trên đây cái. Cái hoành thân lớn của nó nè là 42. Rồi, đây nó cũng bọng xuống luôn ha. Dạ, bọng tới dưới luôn. Có này không bọng mà, có khúc mấy khúc trên không bọng mà, còn dưới là cái cục nó là toàn bộ bọng hết nghe cô chú anh chị, mà bọng sành nó cúc nè mà nó còn dày nghe, còn nạc dày lắm nghe cô chú anh chị. Tự nhiên đó. Dạ, cây sát pháo này con giao lưu giá là 8,5 triệu nha cô chú anh chị. Số 15. Con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ, giá 8,5 triệu cô chú anh chị. Dạ, giá 8,5 triệu nha. Ra ngoài luôn.
Rồi, cây số 16. Cây số 16. Rồi, Vĩnh đi. Quay quay Vĩnh giùm. Cây số 16 là cây sát pháo rồi cô chú chị. Thân lắc lượng đẹp, chi cành đóng đều, chi với nhạo không nè. Này của mấy ông xưa, về xưa người ta giữ lại người ta chơi á, mấy dân người ta biết chơi kiển, người ta bẻ qua nhạo à. Chi cành đóng đều tứ diện luôn nha cô chú anh chị. Rồi mình cho cái chiều cao trước ha. Chiều cao nó khoảng 1m6. Hoành thân ngay vị trí này nghe cô chú anh chị. Hoành thân là 80. Rồi. Đo hoành đế dưới đây đi. Nguyên cái bệ đế đó, nó bài nó nằm dài là 99. Dạ, 99. Cây này khuyết điểm nó cũng bị bọng cô chú chị, bọng một bên. Đây bên đây bọng mà xử lý keo được, xử lý keo chân rồi nè. Để em quay cầm lại. Thôi rồi kìa. Dưới ở đây dưới đây. Còn thân này không có, khúc trên này không có bị nghe cô chú anh chị. Nè bên đây cũng liền nè. Về cô chú anh chị cũng thích dựng cái dáng sao đó dựng. Nè đây ngay đây xuống là ở đây cũng liền cái nữa nè. Trên đây cũng có đó nghe bà con. Có. Đây cũng có mà. Bọng màu bọng đẹp dưới là không ha. Chỉ có phía đây không, rồi dưới rễ đâu nè cũng bị lũa dài lên gì nè, không có. Rễ cũng mặt bên đây là lũa. Không mà xử lý keo hết rồi. Mình đặt vòng đó ha. Cây này muốn chơi dáng trực thì chơi cô chú anh chị, còn chơi dáng siêu thì cũng được luôn nha. Dáng lông như con rồng kia nè. Nó không chơi dáng này cũng đẹp nữa nè. Về ăn thua cô chú anh chị thích sở thích thôi. Dạ cây số 16 này cô giao luôn giá là 12 triệu cô chú anh chị. Con bao ship toàn quốc nha. Rồi. Giá 12 triệu nha bà con. Dạ cây đó cũng là cây cuối cùng của clip của con. Con quế quế anh. Ừ con quên. Lỡ. Còn hai cây nữa nghe bà con. Bở dưới á. Úi trời. Không có dây. Có dây lắm. Cây số 17 Nguyệt Quế. Cây số 17 là Nguyệt Quế. Dáng bay. Đế đều đẹp. Cây này lắc. Cây này bay đẹp lắm nghe cô chú anh chị. Về thích chơi bay thì chơi, còn không thích thì chơi cây dáng siêu lắc nha. Đây. Dạ cây số 17. Cây này cũng bứng về khoảng một tuần rồi. Mà đế rễ rồi trước làm đế chắc keo rồi nó muốn kéo nhựa cho rồi nghe cô chú anh chị. Lá còn xanh dần đó. Thì quế dáng bay. Chiều dài nó là 131. Rồi cái tàn hơn. Cái tàn bay. Cái tàn bay ra. Tàn bay ra là 131. Từ đỉnh tới mặt bầu. Còn này cái gió. Cái độ gió là ở chiều cao là 50. Nghe cái eo quá đi. Nghe eo em. Dạ. Đế kiểu luôn á. Thăng là 39. 39 gửi tính 39 nha cô chú anh chị. À, thăng như trong tranh vậy. Cây quế trong bày lựa được cây gì cũng khó lắm. Đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đế nó quằn ngoèo mà nó. Nó cũng có sẹo một cái ha anh. Dạ nó thì sẹo và đá rồi ha. Ừ. Đá trơn à. Rồi cây quế số 17 này cũng giao lưu giá là 3 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 3 triệu rưỡi. Lấy này để chậm đi. Cây số 18 cũng là Nguyệt Quế hai thân. Hai thân hổng gầy bứng đâu cũng nửa tháng rồi mà trái keo dở lên nhựa mà nó kéo nó đâm tược luôn rồi nghe cô chú chị. Đâm tược xanh dợn cho cây này mạnh. Để nào đâm dài rồi cô chú, nếu giao lưu được cô chú để nào nó đâm dài đó, nó già lá rồi trồng vô là an toàn nghe cô chú chị. Ra tược luôn rồi ha. Ừ, ra tược luôn, mới lúa mầm. Hai thân đế đều.
Siêu cao. Cao nó là 75. Thân nó là 52. Này nữa làm nữa mà vẽ thành phẩm là ra cây bài của chú gì? Cây hai thân nha. Dạ miệt quế. Dạ cây này cũng giao lưu giá là 3,2 triệu cũng bao ship toàn quốc. Dạ cây số 18 3,2 triệu của chú anh chị. Dạ. Dạ cây này cũng là cây cuối cùng của cái clip con. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã thời gian qua ủng hộ. Và cũng hy vọng cái clip này cô chú anh chị ủng hộ tiếp cho con và ủng hộ tiếp và để mà có cái động lực con đi săn cây về bán cho cô chú anh chị nữa. Dạ xin phép chào. Dạ, dạ. Chào cô chú anh chị. Dạ, chào nút luôn. Dạ. Rồi kênh là TK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.